Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kíp Lan San giúp bạn. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại nước uống dành cho bé. Tuy nhiên thì việc lựa chọn được một loại nước uống an toàn và phù hợp đối với bé là điều vô cùng khó khăn. Giờ đây mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn dòng sản phẩm trà gốm Hòa Tan của Hit. Đây là thương hiệu uy tín của Đức với sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các bé, nên mẹ có thể lựa chọn sản phẩm này cho bao nhiêu nhà mình. Đồng thời với nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên cùng các chế biến an toàn hợp vệ sinh, mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho con yêu. Sản phẩm được chế biến với nhiều hương vị khác nhau, giúp cho mẹ có thể lựa chọn theo sở thích của bé yêu nhà mình. Với dòng sản phẩm hương hoa cúc này thì mẹ có thể lựa chọn dành cho các bé từ 6 tháng tuổi trở lên. Với sản phẩm này sẽ giúp bé yêu nhà bạn có một loại nước uống giải khát cũng như là thơm ngon nhất. Ngoài ra mẹ cũng có thể lựa chọn hương vị đó là hương hoa quả kết hợp với bạc hà. Đây là một loại nước uống dinh dưỡng vô cùng bổ dưỡng đối với bé, được chiết xuất từ các loại hoa quả như cam, xoài, bạc hà, đồng thời với vị ngọt tự nhiên có nguồn gốc từ glucose và fructose đã được kiểm nghiệm không gây tổn hại đối với răng của bé. Với dạng cống rất là thơm ngon và dễ uống, dễ hòa tan, nên chiết xuất từ trái cây thảo mộc mang lại cảm giác thoải mái cũng như là dịu nhẹ nhất cho bé. Cho bé một loại nước uống an toàn cũng như là vệ sinh nhất. Với sản phẩm này, mẹ nên dùng theo liều lượng đã được quy định ở trong sản phẩm ạ. Một điều đặc biệt đó là sản phẩm này không chứa glucosamine cũng như là không chứa chất bảo quản tổng dầu, nên hoàn toàn an toàn